bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV, kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam. Giá sầu riêng tăng cao, nhà vườn thu nhập khủng. Phấn đấu giá trị sản xuất vụ đông đạt 40.000 tỷ đồng. Lần đầu ra mắt công nghệ phát hiện virus tembusu trên vịt. Nước biển tràn vào hồ khiến hơn 10 tấn cá chết trắng. Giá sầu riêng tăng cao, nhà vườn thu nhập khủng. Với giá bán hiện tại, 1 hecta sầu riêng người trồng có thể thu lãi hơn 1,6 tỷ đồng. Hộ nào bị mất mùa 50% do các đợt thời tiết xấu vẫn có thể thu lại 800 triệu đồng trên ha. 8 tháng vừa qua, xuất khẩu sầu riêng đạt trên 1,2 tỷ USD, gấp gần 3 lần so với kim ngạch cả năm ngoái. Sầu riêng cũng đã trở thành trái cây tỷ đô chỉ trong khoảng thời gian là 7 tháng, dẫn đầu về mức tăng trưởng kim ngạch. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường chính của sầu riêng Việt Nam, chiếm hơn 90% sản lượng xuất khẩu. Dự báo, lượng sầu riêng nhập khẩu của Trung Quốc năm nay có thể vượt 1 triệu tấn. Sự bùng nổ nhu cầu của thị trường tỷ dân đang tạo ra cuộc cạnh tranh tại các quốc gia Đông Nam Á. Thái Lan đã tăng số lượng nhà máy đóng gói và phân loại sầu riêng so với năm ngoái lên con số hơn 500 cơ sở. Tháng 9 là thời điểm vùng sầu riêng lớn nhất nước, vùng sầu riêng tại Tây Nguyên vào vụ thu hoạch rộ. Trong bối cảnh sầu riêng các nước khác không còn hoặc chỉ còn sản phẩm đông lạnh, thì sầu riêng tươi của Việt Nam càng có nhiều cơ hội gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Tại Đắk Lắk, địa phương có diện tích sầu riêng lớn thứ hai cả nước, giá sầu riêng tại vườn đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại một trong những vườn sầu riêng của bà con nông dân xã Iapok, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, giống sầu riêng bà con trồng ở đây là Thái Đô Na. Thời điểm này năm ngoái, giá thu mua tận vườn cao lắm là 55.000 trên kg, còn năm nay là hơn 80.000 trên kg. Thậm chí có nhiều vườn được thương lái chốt mức giá 90, 100.000 đồng trên kg, tăng hơn 40% so với vài năm trở lại đây. Phấn đấu giá trị sản xuất vụ đông đạt 40.000 tỷ đồng. Vụ đông 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu ổn định diện tích khoảng 380.000 ha và sản lượng khoảng 5 triệu tấn. Tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt trên 40.000 tỷ đồng, trung bình giá trị sản xuất đạt khoảng 110 triệu đồng trên ha. Ngày 8 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ đông năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023 của các tỉnh, thành phố phía Bắc. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2022, diện tích cây trồng vụ đông đạt 373.000 ha, tăng khoảng 9.000 ha so với vụ đông 2021. Trong đó, ngô các loại tăng hơn 11.000 ha, lạc tăng khoảng gần 2.000 ha. Năng suất cây vụ đông 2022 nhìn chung đều tăng so với vụ đông 2021. Nhờ đó, tổng sản lượng cây trồng vụ đông 2022 đạt 4,702 triệu tấn, các cây trồng có sản lượng tăng là ngô, lạc và rau. Đáng chú ý, tổng giá trị cây vụ đông 2022 tính theo giá hiện thời đạt khoảng 36.794 tỷ đồng, cao hơn 1.950 tỷ đồng so với vụ đông 2021. Giá trị sản xuất cây vụ đông 2022 đạt 99 triệu đồng trên ha, tăng 3,4 triệu đồng trên ha so với vụ đông 2021. Trên cơ sở những kết quả đạt được, vụ đông 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu ổn định diện tích khoảng 380.000 ha và sản lượng khoảng 5 triệu tấn. Trong đó, tập trung phát triển một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, liên kết sản xuất theo chuỗi, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, bảo đảm đầu ra cho bà con nông dân. Tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt trên 40.000 tỷ đồng, trung bình giá trị sản xuất đạt khoảng 110 triệu đồng trên ha. Để đạt được mục tiêu này, theo ông Nguyễn Như Cường, cơ cấu nhóm cây ưa ấm ngô, khoai lang, đậu tương, lạc, rau ưa ấm chiếm tỷ lệ khoảng 50% tổng diện tích cây vụ đông, nhóm cây ưa lạnh khoai tây, rau đậu ưa lạnh khoảng 50% tổng diện tích. Lần đầu ra mắt công nghệ phát hiện virus tembusu trên vịt. Ứng dụng phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu, khi được các chuyên gia của The EP Labs khuyến cáo là biện pháp cần thiết, giúp người chăn nuôi phát hiện virus tembusu trên vịt. Virus tembusu TMUV là tác nhân gây hội chứng lật ngửa, giảm đẻ hay còn gọi là bệnh tembusu ở vịt, ngỗng và một số loài gia cầm. Virus tembusu lưu hành tại Việt Nam từ năm 2019 và hiện là đối tượng mới trong nghiên cứu. Do tốc độ lây lan nhanh chóng cộng mức độ thiệt hại của dịch bệnh tembusu cho lĩnh vực chăn nuôi vịt, việc xét nghiệm, chẩn đoán và đánh giá sự lưu hành của dòng virus này rất cần thiết, từ đó có biện pháp tác động kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. Trước thách thức cần phải có biện pháp phát hiện sớm vịt nhiễm virus tembusu, công ty cổ phần công nghệ sinh học ZEP đã dày công nghiên cứu và trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thành công trong ứng dụng phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu khi để giám sát sự lưu hành virus tembusu trên vịt. Theo nhóm nghiên cứu thuộc trung tâm ZEP Labs,
Phương pháp HEAT cho phép tầm soát rộng sự lưu hành của virus Tamiflu trong những đàn vịt chưa tiêm phòng cũng như chưa có biểu hiện triệu chứng bệnh, hoặc đánh giá đáp ứng miễn dịch của đàn vật nuôi sau tiêm phòng vaccine. Thông qua phân tích mẫu huyết thanh, phương pháp HEAT có thể giúp người chăn nuôi vịt, đặc biệt đối với vịt đẻ trứng có những giáp pháp thích hợp, nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Hơn nữa, phản ứng có thể định lượng hàm lượng kháng thể sau khi tiêm vaccine phòng bệnh. Phản ứng HEAT được thực hiện dựa vào đặc tính của một số virus có khả năng gây ngưng kết tế bào hồng cầu. Trong phản ứng này, các kháng thể có trong mẫu bệnh phẩm của gia cầm, thủy cầm sẽ kết hợp với virus chuẩn, làm cho virus không thể kết nối các hồng cầu với nhau tạo thành mạng lưới liên kết. Kết quả là các hồng cầu này sẽ lăng tụ lại thành một điểm. Phản ứng HEAT trong phát hiện Tamiflu được thực hiện thông qua 5 bước, được xem là tiêu chuẩn vàng trong đánh giá miễn dịch chống lại các virus gây ngưng kết hồng cầu. Theo tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam, phản ứng HEAT đã được chỉ định để chẩn đoán các bệnh do virus có khả năng gây ngưng kết hồng cầu thường gặp trên gia cầm, thủy cầm như Newcastle, cúm gia cầm, hội chứng giảm đẻ EDS trên gà. Trong bối cảnh chưa có công bố chính thống về loại vaccine phòng bệnh Tamiflu được kiểm nghiệm và lưu hành chính thức, việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả sau tiêm phòng bằng phương pháp HEAT là biện pháp cần thiết giúp người chăn nuôi có những chọn lựa vaccine thích hợp nhằm phòng chống bệnh Tamiflu trên vịt. Nước biển tràn vào hồ khiến hơn 10 tấn cá chết trắng. Hơn 10 tấn cá nuôi tại đầm An Trung thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã chết và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đầm An Trung rộng khoảng 8,5 ha, cách cảng biển Cửa Việt thị trấn Cửa Việt khoảng 1 km, được gia đình ông Trần Đình Ba đấu thầu nuôi trồng thủy sản hơn 10 năm nay. Theo ông Ba, khoảng 4 ngày trước, mực nước biển dâng cao, tràn qua đê khiến nước biển xâm nhập vào đầm. Nhiều loài cá nuôi trong đầm như mè, chấm, chép, rô phi, lóc, thát lát của gia đình ông bị nổ mắt, chết trắng đầm. Hơn 13.000 con giống gia đình tôi thả nuôi được một năm. Đến thời điểm hiện tại, cá đạt trọng lượng trung bình khoảng hơn 1 kg trên con. Dự kiến sau 2 năm nuôi, tôi sẽ thu về khoảng 40 tấn cá. Tuy nhiên, nước biển xâm nhập vào đầm khiến 10 tấn cá nuôi chết và có nguy cơ mất trắng số cá còn lại trong đầm, ông Ba buồn bã. Ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh, cho biết sau khi nắm thông tin huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện mời cơ quan chuyên môn về lấy mẫu nước tại đầm An Trung để kiểm tra, tìm nguyên nhân cá chết. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân cá chết là do nước bị nhiễm mặn. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam.